ra một cơ. Đây, cô sẽ cho nó cho. Này. Cô Nga đấy à? Sao? Em thấy chị lâu lắm mới gặp Nga đấy nhá. Chắc là nhớ cháu quá, chứ là sang đây thăm cháu đúng không? Chuyện như này em ạ. Phòng trọ ở chỗ cô Nga đang sửa chữa. Chính vì vậy mà tạm thời cô Nga sẽ sang nhà mình ở mấy hôm. Ý em thế nào? Em thì thoải mái thôi mà, không sao. Thêm người thêm vui mà. Thôi ngồi lên đây để chị vào kia chị lấy cái bát ăn cơm luôn với chị nhá. Chị ngồi đấy, bát cỡ để em lo. Chị nhà cả. Đấy. Bỏ lấy bát đi em. Đi ra ngoài kia nhá. Cất đồ trong này đã, cất đồ trong này đã. Đấy, lấy bát đi lên bán cơm em ạ. Anh bảo này, chuyện cô Nga cùng với vợ chồng mình ấy, em có thấy bất tiện không? Em thì em không thấy bất tiện đâu. Tại vì em thấy cô Nga cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ, cho nên là ở vợ chồng mình không sao đâu anh ạ. Thế thì tốt rồi. Em ơi! Dạ! Vào ăn cơm đi! Dạ! Thôi bắt đây chị. Ăn nhiều vào không? À, mà hôm nay con chưa chào cô Nga đâu nhá. Đúng rồi. Thấy chưa? Lâu lắm mới không sang thăm cháu, làm cháu quên luôn đấy. Thôi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Được. Chị dâu nấu cơm ngon quá, chẳng bù cho em. Đây, cháu có miếng thịt gà to nhất đây này, ăn đi. Em ấy xẹt cơm nhá. Ngon quá chị ạ. Ăn nhiều vào nhá. Nga đây à? Nga ơi. Nga. Em ở nhà kiểu gì mà nhà cửa bề bộn thế kia? Thì con này lớn rồi, như trẻ con. Anh ừ? Em biết nấu cơm này, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà sạch tắm. Anh đấy giỏi không? Quá giỏi, em gái của anh quá tuyệt vời. Đến cứ gặp nhau sang ăn cơm nhá. Ừ. Đúng là cái con bé. Sữa của bé Bin đâu hết rồi nhỉ? Sữa này là em uống đúng không? Ừ, thì sao? Đồ ăn trong nhà rất là nhiều, em có thể lấy ăn thoải mái. Nhưng mà sữa này là chị mua riêng cho bé Bin. Chị bị làm sao ấy? Có mỗi mấy cái hộp sữa, hai chị lại đi mua, sao phải căng thẳng thế nhở? Mà này, tại sao em lại lấy váy của chị đấy mà? Chị em mượn đi thôi một tí, hỏng hóc cái gì đâu mà chị phải gào lên thế. Em có thể lấy mặc được, nhưng lần sau, nói với chị trước một câu, đừng có mà tự tiện như thế. Anh làm gì giờ này mà chưa ngủ đi, ngủ đi còn lướt điện thoại nữa. Mà anh này, em có chuyện muốn nói với anh đấy. Tại vì em khó nói quá, cho nên là phải nhờ anh nói hộ. Có chuyện gì mà anh thấy em nghiêm trọng vậy? Thật ra thì em khó chịu từ lâu đến nay rồi, nhưng mà hôm nay ức chế quá, em phải nói với anh. Cô Nga ấy, ở nhà mình không biết điều cái gì cả. Sao lại không biết điều? Nhà cửa thì bừa bộn, không bao giờ chịu dọn. Em đi làm về, đã về muộn rồi, lại còn để đấy cho chị dâu làm. Rồi còn cái chuyện này nữa, sữa em mua cho Bin ấy, lấy uống, chị do đó một câu, cãi chém chẻ một câu, bảo là
Có mấy hộp sữa thôi mà chị cũng kỳ kèo. Anh thấy như thế có được không? Phòng của vợ chồng mình ấy, bao nhiêu đồ như thế này, bây giờ cứ tự tiện vào trong đây lấy đồ em mặc, anh thấy có quá đáng không? Mà bây giờ nói ra ấy, thì lại bảo là chị dâu thế nọ thế kia. Đấy, em không tức sao được. Ôi giời ơi, anh tưởng chuyện gì to tát, có cái chuyện vặt vánh ấy mà em cũng nói với anh. Cái Nga nó còn trẻ người non dạ, nhiều khi nó cư xử hơi được thoải mái quá. Em làm chị dâu ấy thì em phải nhường nhịn nó tí. Anh thì sẽ lựa lời anh sẽ nói, nhưng mà trên hết mình làm chị ấy, thì mình phải thông cảm cho em. Chứ có gì đâu mà em cứ khó chịu với em nó làm gì nhá. Thôi anh đi ngủ đây, mai đi làm sớm. Thôi anh ngủ đi. Mà em cũng ngủ sớm đi. Thôi lại đây nào. Thôi đây, chị ăn đi. Mấy chị em ăn nhá. Anh đi làm đây. Dạ. Ừ, tí dọn tay cái bát nhá. Dạ. Anh đi làm nhá. Để mở cửa cho. Bye bye. Ừ, anh đi làm đây. Này, chị kia. Chị định mách tôi với anh Tuấn cái gì đấy? Ờ, chị không. Chị có ý gì đâu. Này, đừng tưởng tôi không biết nhá. Chị đừng tưởng chị là chủ căn nhà này. Chị có biết căn nhà này của ai không? Của mẹ tôi mua cho tôi và anh Tuấn ở đấy. Tôi chỉ cần mách mẹ tôi một câu đấy, ngày mai chị ra đường ngay, chị tin không? Đừng có tưởng có cái mồm muốn nói thì là nói nghe chưa? Cẩn thận cái mồm ấy. Lần sau ấy, bạn bè có đến nhà chơi, ăn mặc cho nó đàng hoàng vào một tí. Dù gì đây cũng là nhà của anh chị, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Này, vừa đã có chuyện gì đấy? Không, anh vừa bước đây, bà nhìn anh, bà chửi anh luôn. Cái thế chứ. Kệ bà ấy, làm dâu với kiểu làm bố đời. Tí nữa về nhá, em mách mẹ em cho nó mất trận. Đi vào phòng với em đi. Quan là không đi. Đây, 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 đây. Alo, anh ơi, anh về chưa ạ? Dạ thôi ạ. Ừ, thế anh đi giữ gìn sức khỏe nhá. Em cho con ngủ đây. Nào, ngủ đi, bị thương nào. Muộn rồi đấy con ạ. Ê đi. Yo. Yo. Nga,
đêm hôm rồi. Em bảo các bạn nhỏ nhạc đi, để chỉ còn cho cô đi ngủ nữa. Chị có bị điên không? Không thấy bọn tôi uống rượu không? Uống rượu say đấy cho nhỏ nhạc còn bị điên à? Ngáo một bừa ấy. Đi vào trong đi. Mất. Đây. Em cho con về ngoại vài hôm, em không thể chịu đựng, em không thể chịu đựng được ở trong cái căn nhà này nữa rồi. Thì em cứ bình tĩnh đã, để anh nói chuyện với cô Nga được chứ gì. Khi nào anh giải quyết xong với cô Nga thì mẹ con em về. Đi Bin. Ơi, em không muốn nhìn thấy cái mặt cô Nga nữa, anh hiểu không? Đi con. Này, rồi thì để anh nói chuyện là được chứ gì. Hai chị em mà ghét nhau như chó với mèo ấy. Anh đi. Đứng đây một mình như này không là gái nhà gì mà cũng đi. Phải đi cùng bọn anh. Bỏ tôi đâu? Sẽ đi cùng bọn anh. Kìa. Bỏ chị. Kìa. Dừng tay lại. Tao gọi 113, không gọi 113 bây giờ. Chị ơi, cứu em ơi. Chị. Ôi, sao vào đây? Chị ơi. Thôi đừng nói nữa. Dạy nhà nói chuyện xong. Nga, em làm sao thế? Nga bị làm sao vậy? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Em gặp Nga ngoài đường, Nga bị người ngoài bắt nạt, cho nên là em mang Nga về nhà. Thế em có làm sao không? Cái này chắc là do chấn động tâm lý thôi. Để Nga nghỉ ngơi, chắc là không sao đâu anh ạ. Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Em không sao đâu. May nhờ có chị. Không thì em chẳng biết làm thế nào nữa. Thôi, mọi chuyện qua rồi, không sao cả. Mà bình thường em tệ với chị á, sợ chị còn cứu em. Hâm thế, người ngoài người ta còn giúp được nhau, huống hồ gì là người nhà. Chị đã bảo rồi, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Thời gian qua em tệ với chị quá. Biết lỗi mà nhận lỗi là tốt rồi. Ngày mai chị lại đưa bé Bin về nhá. Thật ra lỗi của em lớn lắm, không bỏ qua được đâu. Em không phải tự dưng như vậy đâu, có lý do cả đấy. Thế có chuyện gì em kể cho anh chị nghe đi xem nào. Lâm, người yêu của em, biết em và anh Tuấn đủ tên căn nhà này, nên là anh ấy muốn dụ em đuổi anh chị ra khỏi nhà để chiếm đoạt căn nhà này luôn. Sao em ngu ngốc thế hả? Thôi, anh cứ bình tĩnh đã, để cho Nga nó nói. Ủa sao em? Chị, em yêu anh ấy quá. Mà anh hứa với em là sau khi chiếm được căn nhà này thì bọn em sẽ đăng ký kết hôn. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của em cũng đưa hết cho anh ấy đi đầu tư mất rồi. Tại sao em ngu ngốc vậy hả nghe? Thôi, anh bình tĩnh đi. Chị bảo này, hay là như thế này đi. Chị có cách giúp cho em lấy được cả vốn lẫn lãi. Nhưng mà ngày mai em phải đưa chùm chìa khóa cho hắn và làm theo lời chị. Được không? Được. Đây. Các. Đây. Thằng chó, tao bắt mày rồi nhá. Đây, bằng chứng đây rồi. Sao ạ? Sao ạ? Sao cái gì? Tao lắp tất cả camera để quay video này rồi. Tất cả những việc mày làm ấy đã thu hết lại rồi, mày hiểu không? Tao sẽ trình báo về công an, cho mày đi tù mọt không? Đúng rồi, cho mày đi tù mọt không? Em xin tha cho em xót dại. Tha cho mày à? Thế mày có tha cho em gái tao không? Nga, anh xin lỗi. Em tha cho anh đi. Anh bị điên à? Anh làm cái trò gì thế hả? Muốn xin lỗi à? Đơn giản thôi. Mày trả hết tất cả những gì mày lấy với Nga đi, trả cho nó. Đúng rồi. Dạ, em sẽ trả hết cho Nga.
và không bao giờ được bén mảng đến con bé nữa, mày hiểu chưa? Dạ vâng, em cũng dám thôi ạ. Còn nữa, tao cho mày 30 phút để về mày xoay tiền và mang đến trả nó. Còn bây giờ ấy, mày lấy được cái gì mày đẩy hết cái bàn đi. Bây giờ thì cút. Em xin lỗi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Thôi, nhìn đi. Đừng khóc nữa. Có chị ở đây rồi. Em xin lỗi.